Buxu Zakbe là một cơ sở quốc phòng theo dõi và tấn công kẻ thù đang đến gần cổng từ phía tây của cổng mặt trăng Jang'an. Trụ gác cổng, được gọi là Zakbe trong tiếng Hàn, là một cấu trúc nhô ra được xây dựng ở hai bên cổng pháo đài để giám sát cổng và ngăn chặn sự xâm nhập của kẻ thù. Pháo đài Hoa Seong là pháo đài đầu tiên có cấu trúc phòng thủ như vậy trong triều đại Joseon. Suwon Hoa Sung ban đầu có 4 chốt gác cổng, 2 cái ở cổng Jang'an-mun và cổng Pao-dan-mun. Nhưng chỉ còn lại những người ở Jang'an-mun. 3 khe dọc ở giữa đồn gác cửa Tây Bắc được thiết kế để tấn công kẻ thù đang cố gắng tiếp cận bức tường.